bây giờ mình để không bố biết được, không để mấy con nghề làm ăn như vậy được. Vậy thì hết anh bố của mình rồi. Mày nói phét phải không? Anh không biết ơn em, anh còn bảo em nói phét à? Anh không cảm ơn em đây, cảm ơn em đây. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Tại sao mày lại phải trốn? Anh chỉ đi có cho em cứu anh đâu. Anh chỉ bảo cho anh bốn ngoài nhốt anh bốn ngoài đấy, không cho về nữa. Cho ôi chết nói này đi. Bọn này còn một chút chết thì một khốn nạn này. Tao phải đập cho nó một trận mới được. Má nó cái gì à? Râm rốt tao ngoài này à? Ôi trời ơi, bộ cắn. Nhâm mà không thương đuổi. Anh à. Mày không cấm cái gì đâu anh à? Trời đất ơi, buôn lợn này mày ngu thế, mày đi mày phải cấm cái gì cho tao ăn chứ? Em biết làm sao được, em tưởng anh không đuổi, em tưởng anh bắt tử. Bây giờ tao không biết, dám trôn tao, dám trói tao vào đây à? Dám hành hạ tao à? Anh vậy đi về ăn cơm thôi, đi trả thù với em đi. Em thấy bây giờ tao không kế hoạch như này nhá. Nó dám rốt tao ngoài này. Cơ này mày phải đi tìm một đứa nào đấy cho mày gọi nó ra lừa ra. Bữa nay em chưa cứu anh bốn nữa, phải lừa ra bố ra và đi đâu đấy em lừa ra để tao bắt nó lại để cứu anh bốn, để lừa nó, để trói nó vào như tao bị bắt xong rồi không cho ai biết cả, biết không? Được đấy anh nhỉ. Đi. Nhưng mà trước khi đi mày cái này mày về để kiếm người ta gì ăn, tao đói rồi. Đi về lên. Con này mày phải về để kiếm cho tao đi ăn á. Ăn cái gì nhà em hết cái ăn rồi. Mày thích cái ăn không? Gì ăn tiền thì không có. Bây giờ làm sao? Tao không cần biết con này mày mà tội của mày là tội to bởi vì là thông đồng với bọn nó không thèm cứu anh. Đấy anh một mình ở ngoài đấy một đêm rồi. Mày cứ này mày thái độ à? Bỏ kiếm cái ăn không có quá à? Vậy để em đi ăn trộm chuối nha anh em. Đi.
mày cứ để phí kiếm được đồ ăn cho tao. Chuối nhà em đẩy. Mày làm gì mày ngắm trăng ngắm sao từ nãy giờ đấy bấy? Ôi trời ơi, buồn ngủ. Mày buồn ngủ, mày đứng vậy mày cũng ngủ được á? Ui em ơi, đỡ nó ngủ gật rồi. Ê, mặt mày có cái gì ngộ ngộ ha? Đẹp không? Ồ, đẹp thế. Tao nhớ là hình như cái này bạn Bảo Hân tặng bọn tao mà. Kệ, nhưng mà em lấy em dán được. Không biết, Bảo Hân tặng mà. Anh chậu của bọn mày. Tại tí về phải giả lại nguyên như cũ nha. Không, tí nơi em không giả đâu. Em dán nha, em thấy cu tê lắm nên em dán vào. Này dán vào mà được á, không chấp nhận được. À, ê chúng mày ơi, tình hình anh bốn bị nhốt một đêm rồi không biết anh ấy ngủ không chơi chưa? Ừ nhỉ. Bấy nhỉ. Ừ đúng rồi, anh bốn bây giờ mới nhớ ra. Nhớ chắc anh bốn bị chó xé rồi đấy chị ạ. Điên à? Rắn cắn. Không. Ma bồ. Ma bồ. Ừ. Không phải đâu, anh bốn. Kiến bò. Anh bốn bị mấy con chó sói bị xé ra cơ. Sẽ chó sói ở đây ở chỗ đấy mà có cá sấu chó sói luôn á. Chị tưởng ở đây chỉ có cá sấu Amazon thôi. Chỉ có chân khủng long thôi. Có chân khủng long luôn. Vâng. Ui ôi, có khủng long rắn rết luôn á. Vâng. Thế thì anh bốn cái này còn mỗi bộ khung rồi. À không, bộ khung cũng không còn, nó tha hết rồi. Mày đỡ nó nên nó gật gật ra rồi mày ơi. Còn mỗi bộ xương thôi đúng không? Không, bộ xương không còn. Riêng cá sấu mới là chân khủng long thì rắn bạo chúa gì đó là nó sẽ ăn hết. Ừ. Ủa phần này. Thế mình đi xuống xem còn dấu vết không? Đi. À. Nó ngủ rồi. Ngủ. Nè. Chị ơi. Đi xuống xem rồi. Hà nào cái này á. Mình đi xuống. Nếu còn anh bốn ấy. Mình lấy bốn về mình giấu đi. Giấu à? Ừ. Sao ác độc quá vậy? Lại sao lại giấu nữa? Giấu hoài vậy? Thì giấu đi. Đài. Giấu đi xong rồi nào. Khé về sau anh bốn mất tích rồi. Để cho nó điên loạn đi. Nó sợ hãi. Nó đi tìm. Sao nó điên lên. À. Nó đi tìm cho nó. Oh my god. Anh bốn. Anh bốn của em. Cho nó khóc. Khóc lóc cho một đúng cho rồi. Nó. Đúng. Đúng rồi, nó phải khóc. Em rất là thích đấy. Nó khóc. Nó phải đau đớn tột cùng để đúng thỏa mãn cái lòng của em. Em ác độc. Đủ ác. Không, độc. Em tàn bạo. Em cá thú lại thôi. Đi, đi. Em khủng khiếp. Đi. Bây giờ mà anh. Bây giờ mà thấy anh không thấy anh bốn nữa thì sao? Làm sao mà không thấy được còn ở đấy? Thì không thấy nó thì chắc chắn là bị chó cắn rồi. Mà làm sao nữa? Nếu mà còn thấy anh bốn ở đấy thì chắc chắn anh bốn sẽ bị chó cắn. Đúng. Là ngày hôm sau anh bốn sẽ bị dại. Ồ vì dại luôn á, bệnh dại bây giờ nó đang lây truyền khắp mọi nơi rồi. Bây giờ tao thấy dại nhiều lắm, kéo anh bốn bị dại rồi. Chúng mày về cái này, anh bốn mà về cẩn thận anh cắn nhá. Anh mà cắn là sùi bọt mép ngay đấy. Nếu mà còn anh bốn bị dại để cho anh bốn cắn thằng sáu đầu tiên. Cắn sáu á? Vâng, cắn thằng sáu. Cắn em đầu tiên đấy, cho anh dại giống anh bốn luôn đi. Chứ chẳng biết gì thì còn để cho thằng sáu nó bị dại, nó bị điên ra, hiểu không? Đúng rồi, ở chỗ nào nhỉ? Xác định vị trí em ơi. Hôm qua mình buộc anh bốn ở đâu ấy? Ôi, ở chắc khu cái chuối này nè. Xác định vị trí chưa? Anh bốn đây, còn sáu không? Hello? Hello? Anh bốn ở đâu ấy? Ôi, hình như ở khu này mà. Ôi, không. Ở khu này. Ô, cái cây này, chính xác là cái cây này. Anh bốn. Anh bốn đâu? Anh bốn đâu? Mày thả ra thằng bảy kia. Đúng rồi, mày cứ em thương anh, em yêu anh, mày thả ra đúng không? Không có thả đâu. Anh làm rắn đi trong đấy chứ gì? Không phải đâu, hình như anh bố bị chó tha mất rồi. Không đúng, chó tha, đây là dây này, dây tháo dây cơ. Chứ không phải là gì. Nhưng mà không, chó không cắn cái đất đấy. Đúng. Hôm qua là chó chặt lắm, không thể nào đi được. Chắc chắn không phải chó tha rồi. Chắc chắn 100% là mày. Tha ma vô. Không phải đâu, anh bố bị chó tha rồi. Em tháo ra đúng không? Ai mà tháo anh bốn ra làm cờ hó? Hay là có khi nào ở đây bốn? Ở đây thiếu ai? Ở đây thiếu thằng sáu. Thì khi nào thằng Huy Bơ nó bắt thằng anh bốn luôn không? Huy Bơ cái con đầu trâu mặt ngựa mà mộ đen. Con tinh tinh hổ. Con tinh tinh đấy đúng rồi. Hay là con húp ghi? Ừ nhỉ, có khi hai con đấy nó bắt nào hai con đấy bắt anh bốn rồi không ta? Ừ. Oh my god. Hay là mày thả ra? Anh thả đúng không? Có rất nhiều hay là ở đây. Không phải em thả đâu, không phải anh thả đâu. Quan trọng bây giờ là mất anh bốn và còn mỗi cây chuối. Hay là anh bốn nhập vào cây chuối? Mình ngu rồi, mình không biết giữ anh bốn gì cả. Em bảo rồi, mang anh bốn về đi không chịu. Đừng ra, hôm qua em bảo
Hôm qua tao, hôm qua chị đã bảo là đừng có chói anh đấy rồi. Đúng rồi, em cũng bảo đừng có chói, đừng có chói. Cái mồm em bảo là để anh bố không. Lại đây nhá. Anh bảo hôm qua là em bảo là mang anh về đi, để anh đi ở đây trời mưa trời gió rét mức khổ sở. Đừng có mà bây giờ không thấy anh bốn. Này, thế nào bây giờ phải như hôm qua là tao thấy con cha ra là bảo chói anh bốn và thằng bảy là lấy dây chói vô, còn mỗi tao là không làm gì hết, tao bảo đưa anh đi về thôi. Hai đứa chúng tao mày là tội ác. Làm đấy thôi. Hôm qua em chói bà xong rồi vì sao em rủ lòng thương em bảo là mang anh đi về đi khổ thân. Không, anh đấy. Cái lòng mày là dòng thơm, mày là lòng thơm dạ thối. Chị không nghe lời của em thôi. Mắc gì nghe, ai bữa ăn? Chúng mày cãi nhau xong chưa? Cãi nhau xong chưa? Bây giờ quan trọng là mất anh bốn rồi và phải tìm nguyên nhân anh bốn. Chúng mình là thám tử mà. Thám tử cứt đi. Mày cứt đi. Đổi cho thằng 6. Đổi cho thằng 6 ừ. Tại thằng 6. Đúng, ở đây không có nó thì chắc chắn là nó rồi. Đổi cho thằng 6 tội nó thế. Thì đổi cho nó vì nó mà anh bốn mới tích. Đúng. Ừ, đúng rồi. Nó là người thân thương mà nó không. Đúng. Mà quan trọng là bây giờ là không có nó ở đây thì chắc chắn là chỉ có nó thôi, bọn mình không làm gì hết. Ừ đúng rồi, mình em đi ra khỏi hiện trường em không biết gì. Ôi giời ngã. Ôi ngã. Tao cũng đi đây, mày cứ ở hiện trường đi. Em cứ ở hiện trường. Cơ này mà có này. Cơ này mà FBI đến mà nó thấy dấu vết anh bốn mất tích là mày chịu trách nhiệm, còn bọn tao vô tội. Em bốn ở lại. Hả? Anh bố nó lại. Ôi kệ mày đi. Đi gì anh đi. Thì thằng sáu chắc chắn là tại thằng sáu chứ không phải tại bọn mình. Thằng sáu hôm qua bọn mình chói vào đây nó phải ngăn cản bọn mình chứ, cái không ngăn cản. Tại không biết gì rồi thì bây giờ mà con Alpha phải biết anh nó mất tích là do chúng mày. Không. À đâu, do thằng sáu. Thằng 6 đã không biết gì rồi, còn do thằng 6 là người tốt anh ấy vào đấy, là người đã ý định là để anh ấy qua đêm nên bây giờ anh ấy mới bị mất tích. Em đúng mà. Đã không biết gì, chuyện hôm qua là hôm qua, còn hôm nay là câu chuyện khác rồi. Nó phải khác đi. Cái nhau hoài, cái nhau mãi. Câu chuyện của hôm qua là bọn mình có sơ suất một tí, nhưng mà câu chuyện của hôm nay là do thằng 6. Đúng. Mình nói là nó phải khác đi chứ. Chắc chắn là do thằng 6, không phải do hai đứa mình. Rồi, hoặc là do thằng 7 thì Dương ta với cha ra là vô tội. Đúng rồi, em không bao giờ có tội ở cha. Những người khác đâu có biết kiếm thằng 6 à? Ừ, chắc vậy. Thank you.
Chú này chỉ để sắc hương thôi. Đứng tay mua một cái nào này, chỉ nghe nó điên lắm luôn rồi. À, đi tay. Yeah.
Mày giấu cả anh bốn của tao đúng không? Mày bắt của anh bốn của tao rồi đúng không? Mày bắt thằng cháu này, mày bắt anh bốn của tao rồi. Mày biết anh bốn là ai không? Anh bốn là anh yêu của tao đấy. Mày nói mày yêu cả anh bốn của tao á? Mẹ mày. Cả bác ha. Mọi người đi cứu thằng Sáu ơi.
chết rồi. Ui.